Chu Tiên, người đọc Bá Tiến, chương 30, Hoài Nghi. Tựa như đường hầm U Minh, một cơn lốc xoáy cực lớn, đen sì và sâu hoắm, không thấy đáy, đang treo ngược ngang trời. Như thể là yêu ma dưới 9 tầng địa ngục đang hóa ngắc cái miệng lớn đầy khủng bố ra, như muốn nuốt trọn cả nhân gian. Cuồng phong lẫm liệt, gió cuốn tung mây, sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi. Trương Tiểu Phàm lựa thế bay lên, ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn chớp lên le lé. Dưới bầu trời đầy mây đen, quả là thu hút được sự chú ý của người khác. Lục Tuyết Kỳ nhìn thân ảnh của Trương Tiểu Phàm ẩn sau đám thanh quang đang lao tới, mặt ngọc trắng bệch. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là kỳ thuật vô thượng trong phép tu tiên của đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn phát uy lực của trời đất. Khả dĩ có thể tưởng tượng được thân thế của Lục Tuyết Kỳ lúc này đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Thiên gia là thần binh bất xuất thế, vốn dĩ chính là một cây kiếm rất thích hợp để dùng thi triển thần kiếm ngự lôi thần quyết. Thế nhưng so với nó, trình độ tu hành đạo pháp của Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa đủ. Lúc này, nàng chỉ nhận thấy bên trong mây đen giăng ngang trời có một sức mạnh lớn lao vô hạn, như con sóng hung dữ, mênh mang, sôi réo ập đến thân thể của nàng. Toàn thân trên dưới người ngoài không thấy một chút gì khác lạ. Thế nhưng bên trong Tuyết Kỳ đang sôi lên, tựa hồ muốn luồng đại lực này phá banh ra. Nếu không có thiên gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sôi sục ngày càng tụ đến này, Lục Tuyết Kỳ chỉ sớm đã không miễn cưỡng chống chịu được. Tiếng gió gào thét, sấm vang, chớp giật, nàng bay lên trời cao. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy mình như một cọng cỏ nhỏ vô lực trong bão táp. Một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thủy Nguyệt khi truyền kỳ thuật này cho nàng. Tuyết Kỳ, con tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua. Thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó là không thể chống cỡ được. Còn tu hành đạo hạnh vẫn còn nông cạn, mặc dầu miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng dù sao đi nữa không được tùy ý thi pháp, tránh gặp phải cái nạn hủy diệt. Oanh! Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bầu trời. Phía trên Thông Thiên Phong, mỗi người đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhẹ nhẹ rung chuyển, tựa như lôi thần thượng cổ bị con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ giống lên. Trong nhất thời mọi người biến sắc. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa Lục Tuyết Kỳ có 2 trượng. Nhìn thấy uy thế này, ai cũng biết Lục Tuyết Kỳ đã thi pháp xong một nấc, chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành tro bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một bức tường mềm khựng lại, không thể tiến lên được. Trương Tiểu Phàm trong giây lát mặt xám như tro. Thần kiếm ngự lôi chân quyết quả là một kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân Môn, thần diệu vô song. Vào lúc thì pháp thông qua thần binh, tự nhiên xung quanh người thi pháp có một lớp vô hình phòng mộ, Trương Tiểu Phàm bất giác không thể tiến lên được. Thiêu hỏa côn quang mang thêm thịnh, một lần nữa vẫn vô pháp, không tiến thêm được một bước. Có lẽ về mặt uy lực, thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm tịnh không hề kém xa thiên gia, thế nhưng về mặt công pháp quả thực còn kém rất xa. Hắn chỉ dùng linh lực bản thân để phát huy uy lực của thiêu hỏa côn, quyết nhiên không sánh được với kỳ thuật vô thượng của Lục Tuyết Kỳ đã được các đời tổ sư Thanh Vân Môn tinh luyện nhiều lần qua hàng vạn năm. Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ ấy vụt quay nhanh hơn, sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiên gia thần kiếm quang mang mỗi lúc một sáng. Vào lúc tuyệt thế, tiên pháp này cần phải thi triển hết. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thân hình run lên một cái, khuôn mặt vốn dĩ trắng như tuyết trong chốc lát đã căng lên đỏ rực. Quẹ một tiếng, máu tươi phun ra một ngụm lớn, tựa hồ tạo ra trước mặt một đạo huyết vụ. Thiên gia thần kiếm, kiếm quang tức thì lay động, tựa như có gì bất ổn. Lục Tuyết Kỳ răng ngà nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền, hướng toàn bộ tâm lực, linh tính, toàn bộ tập trung hết lên thiên gia. Chỉ sau giây lát, thiên gia kiếm quang ổn định trở lại, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được. Trong đám mây đen,
một âm thanh vang rền. Tại nơi trong cùng của cơn lốc xoáy khổng lồ, tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng. Vô số các tia chớp ấy quyện lại, tập hợp mờ mờ chiếu lên thanh thiên gia thần kiếm trên tay của Lục Tuyết Kỳ. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ tâm lý rất tuyệt vọng. Trong tiếng gió, quả nhiên truyền đến một hồi tiếng rít sắc nhọn. Nàng dùng toàn lực hộ vệ thiên gia, một lần nữa không có sức đoái hoài đến bảo hộ bản thân. Trương Tiểu Phàm hết sức vui mừng. Cùng với đó, Thiêu Hỏa Côn hóa thành một cột sáng màu xanh đen, rạch ngang bầu trời, lao thẳng tới nữ lang xinh đẹp đang đung đưa trong gió. Như vậy chăng? Nhất thiết đến mức đó sao? Trong tim nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Thoáng trong giây phút ấy, trong tim loáng thoáng có một ý nghĩ này. Trong chớp mắt rất ngắn thôi, trời đất yên tĩnh, ngưng động, mọi thứ đâu vẫn ở đó. Chỉ có nàng đứng ở trong gió, quần áo phần phật, mái tóc tung bay, mở đôi mắt đang nhắm, nhìn hướng về phía trước, nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới. Một khắc ấy tựa như vĩnh hằng. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy nàng, thấy cái nhìn của nàng. Nàng một mình đứng trở trong gió, trong mưa, bình thản đối diện với uy lực to lớn của trời đất. Chỉ phải một nỗi sắc mặt của nàng hơi chút trắng xanh, trong mắt bất giác có phần buồn bã, lại có cả một chút kinh hoàng. Gió mưa gào thét, trời đất thê lương. Nữ lang xinh đẹp này và hắn yên lặng nhìn nhau. Đó là cái nhìn của ai đó buồn bã và khổ sở. Tựa như đêm qua, người ấy tình cảm tổn thương, nỗi đau ấy đâm thật sâu vào trong xương tủy, đâm thật sâu vào trong tâm trí, thật sâu và thật sâu. Là người, một người yêu thương người con gái của kẻ khác, người tuyệt đối cả đời không hề hối hận nghĩ đến cô ta. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cười, rồi lại cười, lại thấy một chút buồn và thất vọng, hoảng hốt giống đêm qua. Thiêu Hỏa Côn lao vào trong kiếm quang của thiên gia thần kiếm. Những người có mặt một lần nữa lại không nhìn rõ bóng dáng của hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy ánh sáng của Thiêu Hỏa Côn đột nhiên ảm đạm. Lúc này nổ vang lưng trời, một cột sét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống, đậu trên thiên gia. Tất cả trời đất, thần Phật đầy trời, tựa như tại cùng một thời khắc đồng thời ngâm sướng. Cột ánh sáng khổng lồ chiết xạ ra từ thiên gia, khí thế hủy diệt thiên địa, lao thẳng tới Trương Tiểu Phàm, sinh tử quan đầu. Thiêu Hỏa Côn bay vọt lên, bảo vệ trước mặt chủ nhân. Một khắc sau, Trương Tiểu Phàm đã bị ánh sáng nuốt chửng. Rất lâu sau đó, mây đen trên trời tan biến, quang mang tắt hẳn. Mọi người run run nhìn lên bầu trời, trông thấy gã thiếu niên ấy tay nắm chặt cứng Thiêu Hỏa Côn đen sì, giống như một hòn đá trên mình chịu đầy những vết thương, rơi phịch thẳng xuống. Hắn ta chưa kịp rơi xuống mặt đất, Điền Bất Dịch đã như ma quỷ xuất hiện ngay dưới mình hắn, đỡ lấy hắn. Chỉ thấy Điền Bất Dịch sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ như gió, lập tức cậy miệng Trương Tiểu Phàm, lúc này đã bất tỉnh, lấy từ trong ngục ra một bình nhỏ, không cần biết nhiều hay ít, cầm đổ hết những viên thuốc màu vàng thẳng vào miệng của Trương Tiểu Phàm. Những viên thuốc ấy vào miệng lập tức tan ngay. Điền Bất Dịch không thốt ra một lời nào, tung người nhảy lên. Một đạo xích quang lập tức vọt ra, mang ông ta bay xoẹt đi. Nhìn dường như là không quay lại nơi này, ngó về phía ấy, thì đó là hướng quay về Đại Trúc Phong. Tô Như cùng mọi người trong chi phái Đại Trúc Phong rối rít bám theo. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ sắc diện trắng xanh đang hạ xuống, lập tức bị đám người Tiểu Trúc Phong đang hân hoan vui sướng bao lấy. Đứng trong đám sư muội, nàng lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn theo luồng ánh sáng đỏ ấy đang dần dần bay xa rồi biến mất trên trời, run run không nói. Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở. Thăm thẳm nơi hắc ám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình. Hắn không cam lòng cô độc độc hành nơi đen tối. Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn ly trừ bóng đen ấy lại không một con đường để đi. Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngứt. Hắn hướng tới cửu u ma thần lập trọng thề. Dù cho thân thể hồn phách hắn có hóa ra cho bụi, chỉ cần một điểm ánh sáng nhỏ nhoi, thì cho dù phải táng thân cùng tất cả mọi vật trên thế gian này cũng được. Bỗng từ đâu có một làn lệ khí khởi đến,
như ngựa bất kham. Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hòa tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nơi bắp vai, trước ngực cùng với cả bụng dưới, chợt cảm thấy đau kịch liệt. Hắn liền hít một hơi dài, nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa. Mãi một hơi sau, cơn đau mới đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh gì. Hắn lay hoay ngó tìm Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng, nhưng không thấy đâu. Hai con vật này không phải liền nhau như ruột thịt sao? Hắn cười cười, nhìn khoảng trống trong nhà, rồi lại tự mình cười với chính mình. Có tiếng cửa mở ra, kèo kẹt. Tô Như, vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động đậy thân mình kêu lên: "Sư nương!" Nhưng hắn không có cách nào đứng dậy, gương mặt thì co rút lại vì đau. Tô Như liền bước đến bên giường, đặng ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tiểu Phàm, con đừng cử động." Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tô Như nói: "Đệ tử không biết sư nương đến thăm." Tô Như cau mày nhìn hắn: "Mạng con còn không tới một nửa mà vẫn còn để ý tới lễ nghi thường tình. Bỏ đi, con ngồi là được rồi." Trương Tiểu Phàm cười khăn một tiếng. Tô Như nhìn hắn như dò xét rồi gật đầu: "Ngoại thương của con không đáng kể, nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng. Nếu không an tâm tĩnh dưỡng thì không ổn đâu." Trương Tiểu Phàm đáp: "Dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt thật là..." Tô Như cắt ngang: "Trương Tiểu Phàm đáp: "Dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt thật là..." Tô Như cắt ngang: "Con đã làm cho sư phụ nở mày nở mặt lắm đó. 300 năm nay đổ lại, không kể chính bản thân sư phụ con tham gia thất mạch hội võ, Đại Trúc Phong ta một mạch không có một đệ tử nào xuất sắc như con đây." Trương Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cúi đầu đáp: "Là chỉ là đệ tử may mắn thôi." Tô Như mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh hỏi: "Sư nương, cuộc tỉ thí kết thúc rồi chưa? Ai là người thắng cuộc? Là Lục Sư Tỷ chăng?" Tô Như khẽ lắc đầu: "Không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo." Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng: "Thì ra là Tề sư huynh, thì là lợi hại. Lục Sư Tỷ có thiên gia trong tay mà cũng thua huynh ấy sao?" Tô Như nghe hắn nói xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhẹ nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác: "Con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao nhiêu tâm sức mới cứu chữa đặng. Nghe ông nói rằng dùng thiên gia thần kiếm thi triển thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, mặc dù Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có thiêu pháp bảo của con đỡ dùm, thì dù là thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu." Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó ráo rác bốn phía, nhưng không tìm thấy thanh thiêu hỏa côn đen đuổi quen thuộc đâu. Tô Như thấy bộ dạng của hắn như vậy, liền từ tốn bảo: "Sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi." Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng: "Dạ." Rồi thì hắn nhịn không được, liền hỏi một câu: "Sư phụ, lão nhân gia người..." Tô Như đáp: "Con hôn mê 5 ngày 5 đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại. Hồi sớm nay, bên Thông Thiên Phong, trưởng môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay." Trương Tiểu Phàm gật đầu chậm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào. Bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì. Trong 2 năm qua, thiêu hỏa côn lần thứ nhất lìa xa hắn, hình như thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tô Như nhìn hắn, trong mắt phảng phất một chút tia nhìn cổ quái, sau đó lại hỏi: "Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung mà cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh của con không được quấy rầy. Lát sau Tất Thư sẽ đến coi chừng con." Trương Tiểu Phàm đáp: "Đa tạ sư nương." Tô Như gật đầu: "Con nghỉ ngơi đi, lát sau khi ta rời khỏi, Tất Thư sẽ mang cơm đến cho con." Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa phòng thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại phía sau: "Sư nương." Tô Như xoay người hỏi: "Chuyện gì?" Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi chút, đoạn hỏi: "Sư nương, con có chuyện muốn thưa. Không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ
tỉ thí thì kết cục thế nào? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong, không có được cách nào để hỏi chuyện cùng hắn. Tô Như nhìn lại Tiểu Phàm. Hắn tại vòng 8 bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm hơi run run người, thì ra hắn cũng... Cảm ơn sư nương. Tô Như khẽ lắc đầu, con nghỉ ngơi đi. Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói. Trên ngọn Thông Thiên Phong, núi Thanh Vân, trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân ngồi giữa, còn 6 vị thủ tọa, 6 mạch ngồi xung quanh. Bên ngoài đại điện không một bóng người, mọi người đều trầm ngâm không nói. Đạo Huyền chân nhân chau mày nhìn xuống thanh Thiêu Hỏa Côn đen đủi đang nằm trong tay mình. Điền sư đệ, Đạo Huyền chân nhân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng, đệ thấy thế nào? Điền Bất Dịch lặng yên một chút, đoạn nói: Trương Tiểu Phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn, phần nhiều là trong những năm tu học tại đây, do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được bảo vật. Thương Tùng đạo nhân ngồi kế bên, cất giọng lành lành: Thanh côn này có thể ngang sức đối cự cùng thiên gia, thì cũng thuộc loại thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ lại chưa nghe nói về bảo vật này. Điền Bất Dịch trầm sắc mặt, lạ lùng đáp: Thần châu đất rộng bao la, không biết bao nhiêu là kỳ chân dị bảo còn chưa xuất thế, huynh và đệ bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt lộ giận dữ, chưa kịp phát tác thì nghe tiếng của Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư lạnh băng: Chúng ta tuy là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là tà vật, không hiểu sao Điền sư huynh lại nhìn không ra. Điền Bất Dịch hừ một tiếng: Bộ phát ra khí đen thì là yêu khí sao? Có những lằn đỏ hồng hồng thì là tà vật ư? Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen, rồi các người có đem chém vì ta là yêu nhân ma giáo không? Đạo Huyền chân nhân cau mày: Điền sư đệ, đệ đâu cần phải nói oang oang cho mình là ma giáo yêu nhân chứ. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Đạo Huyền chân nhân thở dài một hơi đen. Đạo Huyền chân nhân thở một hơi dài, đem đẻ thanh Thiêu Hỏa Côn lên trên kỳ trà, rồi nói. Đạo Huyền chân nhân thở một hơi dài, đem đẻ thanh Thiêu Hỏa Côn lên trên trà kỳ, rồi nói. Hôm nay, mời các vị đồng môn đến là để thương nghị. Một là về vụ thất mạch hội võ kỳ này. Đại Trúc Phong, đệ tử Trương Tiểu Phàm, có một pháp bảo cổ quái, lai lịch không rõ ràng mà oai lực cực lớn. Hai là... Về chuyện trước đây, ta còn nói rằng sẽ phái 4 người đệ tử bổn môn đến Không Tăng Sơn vặn bức cổ quật để tra xét. Riêng 3 người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch càng nghe thì càng giận. Lão vốn đối với chuyện tu hành của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ lẫm, đối với Thiêu Hỏa Côn cũng đem lòng ngờ vực. Giờ ở chân điện Ngọc Thanh không ai nói gì đến đệ tử của họ, mà toàn nhắm đến đệ tử của lão để chỉ trích. Hỏi sao lão không tức giận cho được chứ? Lão trầm mặt lại, đứng lên lớn tiếng rằng: Trưởng môn sư huynh, huynh muốn xử thế nào đây? Đạo Huyền chân nhân không nghĩ ra Điền Bất Dịch lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời lắp bắp. Còn mọi người thì giáo giác nhìn nhau. Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường ngồi kế bên Điền Bất Dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay áo của lão. Bất Dịch: Trưởng môn sư huynh chưa nói gì cả, đệ ngồi xuống trước đi. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trầm ngâm: Điền sư đệ, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là trưởng môn, tự biết phải xử lý công bằng, đệ hãy yên lòng đi. Điền Bất Dịch trên mặt vẫn còn sắc giận, song nhìn Đạo Huyền chân nhân cùng với cả nghe lời khuyên nhủ của Tăng Thúc Thường thì cũng ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói: Các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi, bên ngoài bình thường không chút biểu lộ gì, nhưng bên trong lại ẩn hiện sát khí. Đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó, thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 sao lại có thể sử dụng được, thế là sao? Mọi người đều im lặng, bao gồm cả Điền Bất Dịch. Bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân, sao lại không biết nguyên do?
chỉ là không một ai muốn nói mà thôi. Cuối cùng Đạo Huyền chân nhân cũng nói tiếp: theo ta thấy thì thanh hắc côn này chính là vật do huyết luyện mà thành. Dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai không biến sắc. Bởi vì huyết luyện vật là do người luyện dùng chính máu của bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỹ thuật này quỷ dị gian hiểm vô cùng. Chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỹ càng. Nếu rủi như bất cẩn khi đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất, thì dòng khí hung sát, huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm vô cùng. Đương nhiên, nếu như thành công thì pháp bảo oai lực tuyệt luân, còn có thể thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau. Chỉ có người luyện nó mới sai sử được nó, chứ còn người khác thì không sao sử dụng được. Tuy nhiên, dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát. Theo truyền thuyết thì pháp bảo huyết luyện truyền từ thời thượng cổ ma thần, ma giáo từ xưa luôn luôn truyền từ đời này sang đời khác. Song vì phương pháp luyện tập quá nguy hiểm nên không ai dám xem mà luyện. Thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là hôm nay trong Thanh Vân Môn lại thấy thứ pháp bảo này trên người của một đệ tử nhỏ nhoi. Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, gương mặt của Điền Bất Dịch cứng xanh, từ từ đứng lên thốt: sư huynh, huynh nói nghe có lý, nhưng theo đệ thì Trương Tiểu Phàm chỉ mới 16 tuổi, làm sao mà biết được thuật huyết luyện chứ? Hơn nữa, từ khi hắn lên núi tới giờ, 5 năm dòng không rời núi, thân không vật gì, ở đâu mà tìm được chất liệu luyện pháp bảo chứ? Thương Tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói: biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào Thanh Vân Môn của ta đây, đó cũng đâu có gì lạ. Điền Bất Dịch giận dữ nói: nếu hẳn như sư huynh nói, thì trong cuộc thí thất mạch hội võ, sao lại đem vật như vậy ra dùng trước bao nhiêu con mắt của mọi người? Hơn nữa, nếu hắn là ma giáo gian tế, hắc hắc, Thương Tùng sư huynh, môn hạ của huynh ở Lâm Kinh Vũ cũng không thoát khỏi liên hệ. Thương Tùng đạo nhân bị trả đũa một đòn đau như vậy, liền giận dữ đứng lên: đệ nói gì? Làm sao có thể gộp Lâm Kinh Vũ cùng môn hạ của đệ mà nói chung được? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, gương mặt xám xịt trừng mắt nói: đúng rồi, đồ tệ của ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết, còn môn hạ của Thương Tùng sư huynh là kỳ tài Lâm Kinh Vũ, không biết vào đến vòng thứ mấy. Thương Tùng sừng sộ, là hắn không may gặp phải sư huynh tề hạo của hắn, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết thôi. Nói xong cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp: hắn không gặp may như ai đó chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn. Điền Bất Dịch la lớn: ai dám nói là trong trận đấu? Điền Bất Dịch la lớn: ai dám nói là trong trận đấu với Lục Tuyết Kỳ, là đệ tử của ta chỉ nhờ may mắn. Thương Tùng đạo nhân tiếp: không sai, do bởi không còn may mắn nên hắn mới đại bại, không còn thảm bại. Thương Tùng đạo nhân tiếp: không sai, do bởi không còn may mắn nên hắn mới bại mà còn thảm bại đến gần như mất mạng. Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng. Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng. Lão miệng lưỡi không được linh hoạt nên nói không lại Thương Tùng, trong lòng giận cành hông, mặt đỏ bừng bừng, hét rằng: huynh thế nào, có xem ta đây có phải cũng chỉ như là hư danh thôi không? Thương Tùng đạo nhân không có chút gì là nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh: nay xin được lãnh giáo xích mang tiên kiếm của Điền sư huynh. Điền Bất Dịch không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết, không khí bên trong tòa đại điện như ngưng động hẳn lại. Giang ra, một tiếng rầm vang lên, thì ra là Đạo Huyền chân nhân đập mạnh tay vào bàn trà, gương mặt tràn đầy sắc giận, tức thì đứng dậy: hai người có coi trưởng môn ta đã chết đâu rồi mất đúng không? Đạo Huyền giữ chức trưởng môn đã 300 năm nay, đức cao vọng trọng, ngày thường hòa nhã, nhưng nay nổi giận khiến cho Điền Bất Dịch và Thương Tùng đạo nhân kinh sợ không ít. Trong lòng chấn động, lập tức lui ra, cùng thấp giọng: dạ, trưởng môn sư huynh biết giận. Đạo Huyền chân nhân nhìn các vị thủ tọa, sắc giận trên mặt từ từ dịu lại, trầm ngâm bảo: Điền sư đệ. Điền Bất Dịch bước lên một bước đáp: trưởng môn sư huynh. Đạo Huyền chân nhân nhìn lão: bất luận thế nào, thanh hắc côn này lai lịch cổ quái, nếu là vật của ma giáo thì Trương Tiểu Phàm khó thoát khỏi liên quan, phái ta khó có thể dung được, đệ hiểu chứ? Điền Bất Dịch từ đầu tới cuối lặng lẽ rồi đáp: vâng.
Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp: Điền sư đệ, ta biết đệ tâm tình không tốt nên không thể không cẩn thận được. Sau khi trở về, đệ trước tiên coi bệnh tình của Trương Tiểu Phàm thế nào, sau thì từ từ mà tra xét, xong rồi trở lại đây ta thương nghị tiếp, thế nào? Sắc mặt của Điền Bất Dịch lúc trắng lúc hồng, lão đột nhiên trầm trọng cất bước rồi lại ngưng, vừa đi vừa gật đầu không nói một câu, sau thì xoay người lui lại, bước tới ngoài cửa thì hô to một tiếng rồi ngự kiếm bay đi mất. Bên trên điện lớn, Tăng Thúc Thường nhìn Đạo Huyền Chân Nhân nói: Trưởng môn sư huynh, Điền Bất Dịch đại sư huynh là nhân tài khó gặp của Đại Trúc Phong một mạch, cớ sự thế này nên huynh ấy không vui trong lòng, xin trưởng môn sư huynh đừng để bụng. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài lắc đầu: Ta đương nhiên hiểu được Điền sư đệ như thế nào, thì đương nhiên cũng tin tưởng đệ ấy. Nói đoạn lại ngưng, hình như suy nghĩ điều gì rồi quay qua nhìn Tiểu Trúc Phong, Thủy Việt đại sư. Thủy Nguyệt sư muội, mấy ngày qua đệ tử của muội Lục Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt nhạt nhẽo đáp: Cảm ơn sư huynh lo lắng, Tuyết Kỳ thân thể kinh mạch đã khôi phục. Nếu không phải là môn hạ Điền Bất Dịch sư huynh có một người kỳ lạ cùng pháp bảo kỳ quái như vậy đấu với Tuyết Kỳ, khiến y hao tổn nguyên khí, thì y đã không thua cho người khác đâu. Thương Tùng mặt hơi biến sắc, nhưng Đạo Huyền Chân Nhân trận trước rằng: Ai giả, chuyện đến nước này thì đừng nên nhắc lại nữa. Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn nhau rồi xoay qua chỗ khác. Đạo Huyền Chân Nhân thấy vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi khó coi nằm thản nhiên tại đó. Chu Tiên, chương 31, chính đạo. Đại hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đuôi thì nhịp nhàng ngoe ngoẩy lên xuống. Còn tiểu hôi thì nằm trên mình đại hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn lại, không chút khách khí: Người nhìn cái quái gì? Tiểu hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khẹt khẹt. Trên gương mặt khỉ của nó thấy chủ nhân bị thương mà không chút lo lắng, còn có phần giống như vui mừng khi thấy người ta gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền, bực bội bảo: Đi, đi qua bên kia đi. Lúc đó liền có tiếng bước chân bước đến cửa. Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười nói: Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm vậy? Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của Điền Bất Dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ. Hồi sớm này tôi như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương, còn các vị sư huynh của hắn bao gồm cả Điền Linh Nhi cũng chỉ thăm hắn có một lần, thời gian còn lại là do Đỗ Tất Thư mang cơm ba cử cho hắn. Căn bản hắn không nghĩ tới chuyện Điền Bất Dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điền Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo: Bỏ đi. Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Điền Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điền Bất Dịch nhìn tên đồ đệ của mình như muốn dò xét lại, song nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn, so với người bình thường thì hình như còn kém một chút. Thế nhưng Điền Bất Dịch lắc đầu thở dài: Lão thất, con qua đây ngồi. Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm lần nữa. Điền Bất Dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy, thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng. Hắn cũng không dám tin vào những gì mình nghe được. Điền Bất Dịch ngồi đợi, nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thần sắc sửng sốt, không rõ rệt, lại hoàn toàn không chút phản ứng nào. Trong lòng của lão liền phát giận: Có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi nữa không? Lão mắng một câu đầy đủ khí thế, Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường ngày của lão, nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điền Bất Dịch nhìn bộ dạng của hắn mà thấy bực tức không nhịn được, lại nhìn thêm lần nữa
rồi cười khổ một tiếng, đoạn lắc đầu hỏi: "Con thấy thân thể thế nào?" Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp: "Hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ Thông Thiên Phong cho đến nay, nhờ sư phụ, sư nương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế của con đã đỡ nhiều rồi." Điền Bất Dịch nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo: "Thân mạch hội võ đã xong cả tháng nay rồi, thương thế của con cũng hồi phục không ít. Ta có mấy lời này muốn hỏi con." Trong lòng của Trương Tiểu Phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ nhất rốt cuộc cũng đến rồi. Song hiện tại trước mắt chỉ còn nước đáp rằng: "Dạ, xin sư phụ cứ nói." Điền Bất Dịch từ từ nói: "Thanh hắc côn của con từ đâu mà có được?" Tim Trương Tiểu Phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra nhưng không có sắc gì khác, ánh mắt thì sáng loè, thần quang lấp lánh, không giận mà oai. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng của hắn, nên nhất thời không nói nên lời. Sắc mặt của Điền Bất Dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng. Lão trầm giọng thúc: "Con nói đi." Trương Tiểu Phàm bị lão hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không nhiều, nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc, Phệ Huyết Châu và Thanh Hắc Bổng kỳ dị đấu nhau kịch liệt, rồi sau đó hợp làm một, cổ quái, lại còn hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường, nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết được những việc đó tránh tạo không thể chấp nhận được. Nếu như để Điền Bất Dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng của hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng úy kỵ. Nhất là từ khi hắn biết Phổ Chí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự. Nghĩ đến chuyện Lão Hòa Thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện Phổ Chí, dù chỉ một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điền Bất Dịch nhìn hắn trừng trừng. Trương Tiểu Phàm giữa ánh mắt bức người như thế, đứng lên rồi quỳ xuống: "Sư phụ." Điền Bất Dịch cau mày, hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, từ từ nói: "Thanh hắc bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước trong lúc đi vào U Cốc phía sau núi cùng với sư tỷ." Điền Bất Dịch hơi run run, nghĩ lại 2 năm trước quả nhiên có chuyện đó. Điền Ninh Nhi đi vào U Cốc thì tự nhiên bị hôn mê. Tô Như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ. Sau đó, chính bản thân của lão cũng đi xem, vẫn không thấy gì khác. Chuyện đó khiến cho ai nấy đều mơ hồ, nhưng theo ngày tháng cũng dần dần trôi vào quên lãng. Bây giờ ngẫm lại, quá nửa là có liên quan đến cây hắc bổng này rồi. Nhưng thanh hắc bổng không ai sử dụng được, cùng chuyện Điền Linh Nhi hôn mê có thể cho thấy đó là một vụ hung sát. Nếu như vậy thì Trương Tiểu Phàm làm sao có khả năng thu dụng được dụng cụ này chứ? Điền Bất Dịch nghĩ đến đây thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều. Lão trầm giọng: "Con làm thế nào mà lấy được hắc bổng?" Trương Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Điền Bất Dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt của hắn. Hắn không phải là kẻ khéo léo biến trá, nên lúc này bồn chồn không yên, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả. Điền Bất Dịch nhìn hắn trù trừ, thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ? Lão liền quát lớn nói. Trương Tiểu Phàm bị lão quát như vậy thì mồ hôi liền chảy ra rầm rề, tâm thần rối loạn, không dám dối trá, nghĩ ngợi một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra. Nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì liền giấu lại chuyện liên quan đến Phệ Huyết Châu, mà chỉ kể chuyện xảy ra tại U Cốc. Hắn nhìn thấy hắc bổng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị hắc bổng hút lấy tinh huyết, kỳ thuật là Phệ Huyết Châu, cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra. Sau đó thì hắn ngất đi. Trong lúc hôn mê có cảm giác là hắc bổng đem tinh huyết của hắn hút vào và chứa trong thân bổng. Hắn nói xong vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn Điền Bất Dịch một cái. Điền Bất Dịch cau mày suy nghĩ, nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo. Hơn nữa, dị năng pháp bảo này
hắn quyết không thể nào tự tạo nên được. Pháp bảo kỳ dị như vậy, lão bình sinh cũng chỉ mới nghe lần đầu. Nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc bổng, thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là phệ huyết châu mà thôi. Nhưng rõ ràng là hắc bổng và phệ huyết châu không đồng dạng. Điển Bất Dịch đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm cả nửa ngày, rồi quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Phàm bảo: "Con đứng lên trước đi." Trương Tiểu Phàm thấp giọng đáp, rồi đứng lên, đầu vẫn cúi xuống, đứng yên một bên. Nếu tính ra như vậy, thì pháp bảo đó cùng con huyết khí tương thông là vật huyết luyện. Trương Tiểu Phàm lạ lùng: "Sư phụ, cái gì là đồ huyết luyện ạ?" Điển Bất Dịch run người một cái, rồi như bực bội nói: "Con không biết chuyện thì ta nói, con cứ nghe đi." Trương Tiểu Phàm lập tức cúi đầu, thấp giọng: "Dạ." Điển Bất Dịch nhìn hắn, xem ra thì hắc bổng là dị bảo chưa xuất thế, chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh Cảnh thì làm sao thu dụng. Trương Tiểu Phàm mặt hơi biến sắc. Điển Bất Dịch từ từ nói tiếp: "Hôm đó tại Thông Thiên Phong ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa, cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện như vậy?" Trương Tiểu Phàm toàn thân rúng động, hắn tự biết chuyện hắc bổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi, nay lại thêm chuyện tự tu luyện pháp quyết nữa thì không biết là sẽ bị trừng phạt thế nào, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong phút giây đó, hắn thấy phảng phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi, hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chặt trúc, đêm tối bên ánh đèn một dung nhan ôn nhu mỹ lệ. Nào là ngày trước ánh mắt trêu ghẹo rượt đuổi nhau nơi đại trúc phong, phảng phất trong ký ức của hắn còn mùi thơm nhàn nhạt nơi thân thể vị sư tỷ mỹ miều. Mọi cảnh đều hiện ra rõ ràng trong khoảnh khắc, từng chút một hiện qua trong đầu. Hắn lại quỳ xuống, dập đầu xuống thật mạnh, rồi không nói một lời nào cả. Hắn quỳ mọp trên đất, không chút động đậy. Trên thân thể gầy mòn vì mới hồi phục có mấy phần kiên cường, song cũng không thiếu mấy phần thê lương. Điển Bất Dịch trầm ngâm nhìn hắn, mãi cả nửa buổi mới thở ra một hơi dài, rồi nói: "Con đứng lên đi, theo ta qua bên Thông Thiên Phong. Chỉ là con có còn mạng trở về hay không thì phải coi tạo hóa của con ra sao." Mây trắng bao phủ, tiên khí quấn quanh, quả thật là một nơi tiên cảnh yên tĩnh, tốt lành, giống như trăng giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, các vị thủ tọa của bảy chi phái Thanh Vân Môn đang ở đó, ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới điện. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của hai đứa trẻ con ngày ấy được cứu đem lên núi 5 năm về trước. Bạch Vân Thương Cầu, thế sự lưu chuyển, tựa như trong chớp mắt bọn chúng đều đã trưởng thành. Trong thâm tâm, ông khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi Trương Tiểu Phàm, quay sang các vị thủ tọa nói: "Chư vị, đối với chuyện Trương Tiểu Phàm nói lúc nãy, ý kiến của các vị thế nào?" Mọi người trầm ngâm. Lát sau, chợt thanh âm của Trương Thùng đạo nhân vang lên, nói một cách kiên quyết: "Lời nói của gã ấy quyết không tin được." Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất, thân hình run lên, vẫn không ngẩng đầu lên. Đạo Huyền Chân Nhân nhíu nhíu đôi mày nói: "Thường Tùng sư đệ sao lại khẳng định như vậy?" Thường Tùng đạo nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, rồi nói: "Huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm, hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy. Bởi vậy người này nhất định là gian tế của ma giáo, không thể tha tính mạng hắn được." Thường Tùng đạo nhân vốn chấp trưởng việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao, chức trọng, lời ăn tiếng nói kiên quyết, cương ngạnh. Trương Tiểu Phàm nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tựa hồ như nghẹt thở. Mọi người không ai nói gì, Điển Bất Dịch mặt vẫn trầm ngâm, thong thả nói: "Nếu hắn quả thực lao tâm khổ tứ trà trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta, như lời của ngươi nói, lẽ nào có thể cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mắt của mọi người?" Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng nói: "Ma giáo yêu nhân vốn dĩ hành vi khó đoán, tâm tư không lường được,
làm ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì lạ lạ. Điền Bất Dịch tức giận nói, người há có thể dựa vào sự ngụy biện ấy cưỡng từ đoạt lý. Thương Tùng đạo nhân lạnh nhạt nói, ta cưỡng từ đoạt lý, xin hỏi Điền sư đệ, huyết luyện chi pháp ấy người nào trong chính đạo có được? Điền Bất Dịch tắc tịt, sắc mặt bừng đỏ. Lúc này ai cũng trông thấy Điền Bất Dịch đã xuống phía dưới, đứng bên cạnh đồ nhi của mình. Trong lúc còn đang lúng túng, chợt một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Xin hỏi Thương Tùng sư huynh, huynh luôn miệng nói huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, xin hỏi một câu, nó âm tà như thế nào, ác độc như thế nào? Thương Tùng đạo nhân há miệng muốn nói, chợt lại bị chặn trong họng, chỉ nói được ma giáo yêu thuật, cần gì phải nhiều lời. Thủy Nguyệt lạnh lẽo nói, như đã nói, Thương Tùng sư huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp, thế nào lại cho là phép ấy âm tà độc, lại đòi tru sát gã thiếu niên ấy. Thương Tùng đạo nhân nhìn Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt sáng rực, khí thế bức nhân, nói, ta Thủy Nguyệt sư muội, ngươi có ý gì vậy? Thủy Nguyệt đại sư lạnh nhạt đáp, chư vị sư huynh, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất, ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy đã nghe nói tới những phần nhiều là suy đoán. Nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp sau này quả thật có sự dối trá, chúng ta há không giết nhầm người tốt sao? Điểm thứ hai, các thiếu niên này mới chỉ có 16 tuổi, thân thế lai lịch vốn rõ ràng minh bạch, cứ khăng khăng nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ không hợp lý thôi. Thương Tùng đạo nhân nhíu mắt lại, trong kẽ mắt lộ ra một tia sáng sắc nhọn, nói, Thủy Nguyệt sư muội, tại sao hôm nay lại khác mọi khi, cứ nhất mực bênh vực cho gã thiếu niên này, quả thật khiến người ta không hiểu nổi. Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt thoáng có ý nổi giận, tức khắc đáp lời, ta đây chỉ là bàn chuyện công việc, quyết không giống một số người thấy không có được nhân tài như các chi phái khác, ghen ghét sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi dựa vào chuyện nhỏ đuổi cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tính. Nếu luận về miệng lưỡi sắc bén, 6 người đàn ông trong số 7 người ngồi đây, tuyệt nhiên không có một ai có thể hơn được Thủy Nguyệt đại sư. Thương Tùng đạo nhân chạm nọc, sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng phắt dậy. Đạo Huyền chân nhân liền vội vàng nói chen vào, được rồi, nói thì cứ nói, tại sao lại sinh sự với nhau, ngồi xuống đã. Thương Tùng đạo nhân không dám không tuân theo lời nói của trưởng môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay, ngồi về chỗ cũ. Bên kia, Thủy Nguyệt mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình. Đạo Huyền chân nhân lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác và nói, chư vị, ý các vị thế nào? Các vị thủ tọa các chi phái trầm ngâm một hồi. Tăng Thúc Thường, thủ tọa của Phong Hồi Phong nói trước, trưởng môn, đệ thấy Thủy Nguyệt sư muội nói có lý, gã thiếu niên này lai lịch trong sạch, sau khi gia nhập môn lại không hề hạ sơn, chỉ sợ đúng là cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này. Nói đi nói lại, đó là phúc của Thanh Vân chúng ta. Đạo Huyền chân nhân vuốt râu khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Thiên Vân đạo nhân, thủ tọa của Lạc Hà Phong. Thiên Vân ngập ngừng nhìn Thương Tùng nói, việc này đệ đồng ý với cách làm của Thương Tùng sư huynh. Thương Tùng đạo nhân có được một đồng minh, nhìn sang Thiên Vân đạo nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại mỗi mình Thương Chính Lương, thủ tọa của Chiêu Dương Phong. Ông ta hết nhìn bọn Điền Bất Dịch, rồi lại nhìn Thương Tùng đạo nhân và Thiên Vân đạo nhân. Cuối cùng dư quang nơi khóe mắt lại kỹ lưỡng nhìn Đạo Huyền chân nhân một cái, trầm ngâm một chút rồi nói, đệ thấy Thủy Nguyệt sư tỷ nói có lý. Điền Bất Dịch khuôn mặt giãn ra. Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng. Đạo Huyền chân nhân lập tức gật đầu nói, mọi người đã nói cả rồi, vậy ta không khách khí nữa. Nói đến đây, ông ta quay ra phía trước, nói với Trương Tiểu Phàm vẫn đang quỳ dưới đất, Tiểu Phàm, con đứng dậy đi thôi. Trương Tiểu Phàm thân hình rúng động, ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên. Đạo Huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt của hắn, tựa như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch. Sau đó nói với các vị thủ tọa,
Chư vị, kỳ thật ta cũng cho rằng Trương Tiểu Phàm không giống với người trong ma giáo. Cây thiết côn này tuy có khí hung sát thê lương, nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong, tịnh không giống với hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây. Sát khí đằng đằng, hung tướng lộ ra ngoài hết. Thương Tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không dằn được kêu lên một tiếng: Trưởng môn sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm ác độc, tha rằng giết nhầm chứ không thể thả được. Đạo huyền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quát mắng: Thương Tùng sư đệ, đệ có biết đệ đang nói cái gì không? Thương Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói. Đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói: Thương Tùng sư đệ, đệ chấp trưởng việc xử phạt trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm, công chính liêm minh, vi huynh thập phần khâm phục. Thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, lệ khí ngày càng nặng, sát khí ngày càng nhiều, khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu, buồn phiền, đệ có biết không? Thương Tùng đạo nhân khẽ đáp: Dạ sư huynh. Đạo huyền chân nhân oai nghiêm nói: Thả giết nhầm không tha, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thành Vân môn ta vốn là chính đạo, luôn quang minh chính đại, nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha chứ quyết không giết nhầm. Nếu không, chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Thương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp. Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên nói: Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thương Tùng xin nghe. Đạo huyền chân nhân sắc mặt giãn ra, nói tiếp: Đệ biết là tốt rồi. Rồi quay sang nhìn mọi người, tất cả mọi người cùng nói: Xin trưởng môn sư huynh làm chủ cho. Đạo huyền chân nhân gần gật đầu, nói với Trương Tiểu Phàm: Con đã nghe hết chưa? Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng: Dạ, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá. Nói rồi quay sang Điền Bất Dịch, trong giọng nói có pha chút nghẹn ngào, nói: Đa tạ sư phụ. Điền Bất Dịch xua xua tay, vẫn không nói câu nào. Đạo huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà bên cạnh tay của mình, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói: Trên đời này trừ ngươi ra thì không ai khu dụng được, người lấy lại đi. Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tựa như là tính thông linh có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ, nói với cả đạo huyền chân nhân: Đa tạ trưởng môn sư bá. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, vỗ tay ba cái. Từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật gật đầu dạ một tiếng, chạy biến đi. Chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Thư Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thư Thư thừa dịp cha của hắn là Tăng Thúc Thường không để ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm làm mặt nhát ma một cái. Chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Tiết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn trong thất mạch hội võ kỳ này. Chu Tiên, chương 32, Hạ Sơn. Người đọc: Bá Tiến. Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mặc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn. Nơi sâu thẳm trong mắt tựa như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa. Đạo huyền chân nhân nhìn bốn người dưới điện mỉm cười nói: Hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện, muốn cho các ngươi hạ sơn để rèn luyện học tập một phen. Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo huyền chân nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện của Không Tăng Sơn vạn bức cổ quật hôm trước, lại nói việc lần này quan hệ trọng đại,
bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta. Sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận. Bốn người đồng thanh đáp: Dạ. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói: Ngoài ra, bên cạnh Thanh Vân môn chúng ta, Phần Hương cốc và Thiên Âm tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt chí và khí thế của Thanh Vân môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu Dật Tài, Tiêu Dư huynh của phái đã sớm đi đến Không Tăng Sơn điều tra sự việc. Các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh dạ gian. Đạo Huyền chân nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng mục quang dừng trên mình của Tề Hạo, đưa tay ra nói: Tề Hạo, con lại đây. Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước. Đạo Huyền chân nhân ngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân: Sư đệ, Long Thủ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi. Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu đến giờ sắc mặt không mấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện một vẻ tươi cười, nói với sư huynh: Sư huynh chê cười rồi. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Tề Hạo, nói: Nhận lấy đi. Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc hương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối, không thật rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì thì Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng, quát lên: Tên tiểu tử ngốc kia, còn sợ run lên làm gì, mau quỳ xuống tạ ơn đi. Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo Lục Hợp Kính, vội vã quỳ xuống nói: Đa tạ trưởng môn sư bá. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười đáp: Thôi khỏi, đứng dậy đi. Nói rồi quay sang những người khác nói: Các con đi ra ngoài trước đi. Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến bên ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điền Bất Dịch đi bên cạnh. Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: Con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn. Về Đại Trúc Phong, ta sẽ nói thay cho con. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp: Dạ, sư phụ. Điền Bất Dịch nói: Con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa? Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi. Điền Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói: Vậy là tốt, mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thủy chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong của ta, ra ngoài không được làm xấu mặt ta. Trương Tiểu Phàm lập tức đáp: Dạ sư phụ, đệ tử quyết không làm mất mặt lão nhân gia. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng. Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy mặt ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào. Thế nhưng chỉ nghe thanh âm đó của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lúc sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi tè khởi tên kiếm phá không mà đi mất. Trương Tiểu Phàm đang run run nhìn theo thân ảnh của sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất trên bầu trời, chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại. Hóa ra là Tăng Thư Thư đang cười hì hì, nhìn quanh nhìn quẩn xung quanh. Thủ tọa của các chi phái khác đã đi hết, còn lại có hai người bọn hắn đang đứng đó. Xa xa, Lục Tuyết Kỳ đang đứng một mình. Tăng Thư Thư cười ha hả nói: Quả ngươi mệnh lớn, ta vốn lo ngươi không qua nổi cửa ải đó rồi. Trương Tiểu Phàm và hắn ở cùng một chỗ, tức thì liền cảm thấy cảm giác thư thái rất nhiều. Nói đùa: Đúng rồi, ta rất sợ chết. Tăng Thư Thư vỗ vỗ vai hắn,
nhìn ra phía đằng sau lưng hắn, rồi khẽ giọng nói: "Sao không đem Tiểu Hôi đi theo cùng?" Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ nói: "Ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây, không hề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn, thứ gì cũng chẳng mang theo, còn chỗ nào mà nghĩ đến được Tiểu Hôi." Tăng Thư Thư cười nói: "Không việc gì, y phục ta cho người mượn, hoặc là đến thành Hà Dương dưới chân núi chúng ta sẽ mua một ít." Nói rồi hắn nháy nháy mắt với Trương Tiểu Phàm rồi nói rất khẽ: "Hì, chúng ta lần này lời rồi." Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn hỏi gì. "Cái gì vậy?" Tăng Thư Thư nhướng mày, liếc mắt một cái về phía sau, cười nói: "Có mỹ nữ đi cùng đó." Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗ của Lục Tuyết Kỳ một cái. Cùng lúc này dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng, nhìn hướng về chỗ của hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thót, vội tránh đi chỗ khác. Hai người cười cười nói nói. Tăng Thư Thư thì thầm kể cho hắn nghe lúc sau này đi với Lục Tuyết Kỳ ra làm sao, rồi làm thế nào. Hốt nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Tiểu Phàm đột nhiên cương ngạnh, ánh mắt thành ra nhìn thẳng, nhìn chòng chọc về phía sau lưng của hắn. Tăng Thư Thư có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thang dài có một người đàn ông đang đi xiên xiên sẹo sẹo đi tới, khoảng trên dưới 40 tuổi, y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ, thế nhưng khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu, có cuối. Mưa rơi, bóng tối, mùi hôi, mẹ ơi, thần tiên, ha ha, thần tiên. Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, Trương Tiểu Phàm bước đi, bước chậm chậm, chậm chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh người đàn ông ấy. Dường như bước đến bên cạnh một thân hình quá khứ. "Vương Nhị Thúc, Thúc có khỏe không?" Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khe khẽ hỏi. Trong mắt của người đàn ông ấy tựa hồ hoàn toàn không có một sự tồn tại nào của Trương Tiểu Phàm, trong miệng vẫn thản nhiên lẩm bẩm mấy câu, bỏ Trương Tiểu Phàm đấy rồi bước đi, không lâu sau biến mất ở phía sau đại điện. "Người đó là ai thế?" Tăng Thư Thư bước tới bên cạnh hắn hỏi. Trương Tiểu Phàm nhìn về chỗ mà Vương Nhị Thúc đã mất dạng, thê lương nói: "Một người điên." Tăng Thư Thư nhìn sắc mặt của hắn, không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lần nữa. Một lát sau, Tề Hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện bước ra từ phía trong điện, hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ, cùng với Tăng Thư Thư bước đi. Mọi người thương nghị một lát, Trương Tiểu Phàm lúc này run run xuất thần, không nói câu nào cả, quyết định sau khi hạ sơn sẽ đến thành Hà Dương. Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hạo: "Tề sư huynh, lục hợp kính do trưởng môn sư bá truyền cho huynh có lợi hại không?" Tề Hạo cười đáp: "Lục hợp kính vốn là bảo vật của Thanh Vân môn chúng ta, tự nhiên là rất lợi hại, chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi. À đúng rồi, trên đỉnh núi này ngoại trừ thủ tọa của bảy chi phái, không một đệ tử nào có thể ngự kiếm. Chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngự kiếm bay đến thành Hà Dương." Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm. Trương Tiểu Phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi rói rói. Xem ra việc hạ sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui. Bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn đang ngự kiếm đi từ Thanh Vân Môn đến Hà Dương Thành. Những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái, chỉ có Trương Tiểu Phàm không tránh được có đôi chút vất vả. Hắn mới dưỡng thương được một tháng, Tô Như tựa hồ đã sớm liệu đến là hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của Thanh Vân Môn, nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành. Quả thật nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, pháp bảo không quá thấp kém, lấy Thanh Vân đạo pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được pháp bảo. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩ không tồi, lại vô cùng cổ quái, đối với đạo pháp của Thanh Vân Môn mới học được tương đối lạ lẫm, việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả.
Ban đầu tôi như không hề nghĩ rằng hắn lên Thông Thiên Phong rồi lập tức phải hạ sơn. Thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết, sau khi quay về Đại Trúc Phong sẽ lại cho hắn luyện tập nhiều hơn. Các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ là gã tiểu tử cổ quái này. Xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại Kỳ Thất Mạch Hội Võ, đương nhiên đều nghĩ rằng hắn biết đạo pháp ngự kiếm, đạo pháp căn bản nhất. Quả thực không hề biết Trương Tiểu Phàm lén học đạo pháp lớ nga lớ ngớ, luyện đến cảnh giới khu vật vẫn không biết chút gì về ngự kiếm cả. Nhìn những người khác tề khởi tiên kiếm, Tề Hạo dùng tiên kiếm Hàn Băng màu trắng, Lục Tuyết Kỳ dùng tiên kiếm Thiên Gia màu xanh, Tăng Thư Thư dùng tiên kiếm Hiên Viên giống một cái đai lưng sắc tía, Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng tề khởi Thiêu Hỏa Côn. Thế nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt, không có cái cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm Thất Mạch Hội Võ. Vượt núi xuyên mây mất đúng nửa ngày trời. Ngay vào lúc mặt trời xuống núi, bốn người mới đến được thành Hà Dương. Trương Tiểu Phàm và ba người kia để tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoài Hà Dương thành. Hắn thì toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắng xanh, trong tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu. Lúc bay ở trên trời, hắn một vài lần đã nắm chặt lấy Thiêu Hỏa Côn không rời. Nếu không phải bọn người Tề Hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đã không dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ, chỉ sợ hắn, một đệ tử xuất sắc vừa mới đây của Thanh Vân Môn thôi, không cưỡng được đã ngã từ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết. Hơn nữa đã phá hủy mất danh tiếng của sư môn, lưu tiếng xấu đến vạn năm, làm cho Thanh Vân Môn hoàn toàn mất thể diện. Đám người Tề Hạo định dừng xuống bên ngoài thành, đi bộ vào trong thành. Mặc dù có ý để tránh sự nghi ngờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi. Vạn nhất bên trong thành náo nhiệt, dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, Trương Tiểu Phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trong suốt 2000 năm nay tất sẽ bị hủy trong một sớm tối. Than ôi, tiếc lắm. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn người trong ánh chiều tà hướng về phía thành Hà Dương to lớn dạo bước đi. Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm giác thấy phía trước Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong Kỳ Thất Mạch Hội Võ lại nảy ra một con người lạ thường, không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngự kiếm vi hành. Đến cả Tăng Thư Thư trước đây hay nên cùng Trương Tiểu Phàm cười cười nói nói, tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy, mồm miệng thì thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trương Tiểu Phàm về thành Hà Dương. Trong vòng trăm dặm quanh đây, chỗ này là chỗ to lớn và phồn hoa nhất đấy. Bách tính ở đây thì ít cũng có 2 đến 3 vạn người. Do có vị trí địa lý tốt, khách thường qua lại cũng đông, thực là náo nhiệt mà. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng thấy thật bội phục Tăng Thư Thư, học rộng, biết nhiều, bèn nói: "Thư Thư, ngươi làm sao biết được những chuyện đó?" Tăng Thư Thư mặt lộ vẻ đắc ý, nói: "Có gì đâu, xem nhiều sách, tự nhiên biết thôi." Nói rồi trên mặt của hắn lộ nét cười láo cá, kín đáo ghé vào tai của Trương Tiểu Phàm, thấp giọng nói: "Kỳ thật, ta đã đến chỗ này nhiều lần rồi, đều là lén lút hạ sơn thôi." Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót nói: Ngươi... Tăng Thư Thư nhếch mép một cái nói: "Xem cái bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa, có gì đâu. Từ khi ta tu tập thuật ngự kiếm, tự nhiên là phải thường xuyên luyện tập, bay đi, bay lại, bay đến chỗ này, muốn nghỉ ngơi hạ xuống lang thang trên phố thì có chuyện gì đâu." Trương Tiểu Phàm phá lên cười. Nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thụt, Tề Hạo mỉm cười nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh: "Lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé." Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng xương, không có chút biểu tình nào, chỉ lạnh đầu gật một cái. Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gặp phiền phức, nhanh chóng thay đổi trang phục của đệ tử Thanh Vân Môn nhằm không tạo bất cứ sự hoài nghi nào. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thật
là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừng chân ngắm nhìn. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh ngắm Lục Tuyết Kỳ một cái, thấy nàng tuy mặt vẫn làm lạnh tanh, thế nhưng đôi mắt trong sáng quả thực có chút tức giận thoáng qua, bất giác thấy hơi lo cho những người qua đường ấy. Vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huy hoàng này sẽ bị phá hủy trong vòng nửa ngày. Thế nhưng công phu hàm dưỡng của Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn những gì mà Trương Tiểu Phàm suy đoán. Một mạch tới đằng sau khách sạn Sơn Hải Uyển mà họ trọ lại, Lục Tuyết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tề Hạo là người lịch duyệt nhất trong đám người, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm. Chẳng hạn như việc trọ lại này đều là do hắn lo liệu. Cuối cùng bọn họ được điếm gia an bài cho chỗ nghỉ thuộc loại tốt nhất phía sau hậu viện. Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này rất to lớn. Trong hậu viện có cả thảy 4 khu nhà riêng biệt. Bốn người bọn họ trú tại khu nhà phía tây, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tề Hạo liền kêu mọi người đi ra tửu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tửu lâu của Sơn Hải Uyển nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất Hà Dương Thành. Thế nhưng tại phòng thượng khách trên lầu 3 vẫn rất yên tĩnh. Trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến 10 cái bàn. Hiện tại đại khái có 5 bàn đang có khách ngồi ăn. Tề Hạo kêu tiểu nhị lựa chọn một vài món rau. Nhìn dáng vẻ tinh tường của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt nghĩ, hắn xuất thân nông dân, chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển. Lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ 2, nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy rực rỡ. Thế nhưng khi đi đến tầng lầu thứ 3, thấy chạm rồng vẽ phượng, hồng mộc làm xà, cổ hương cổ sắc. Hai tầng lầu, hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi lại quay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị. Mặc dầu có người thích sự hoan hỉ, rực rỡ xa hoa, thế nhưng để người ta nói mình là có tu dưỡng, phong nhã cũng là chuyện thường gặp. Bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tăng Thư Thư nhìn qua cách bố trí trên lầu, rồi nói với Tề Hạo: Tề sư huynh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ? Tề Hạo mồm mỉm cười nói: Chỗ này là tửu lâu tốt nhất Hà Dương Thành, không phải tự nhiên mà có được. Tuy nhiên, Thanh Vân Môn chúng ta rất có danh tiếng ở đây. Chủ ở đây còn mong chúng ta đến, không dám lấy của chúng ta một đồng. Tăng Thư Thu gật gù à lên một tiếng. Một lát sau, điếm tiểu nhị mang đến trên bàn mấy đĩa nhỏ rau xào. Cuối cùng có một đĩa cá tươi hấp cách thủy. Nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đuôi nhỏ, thân nâu xám, có hai râu đối nhau, dày và dài. Quan trọng nhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngạt ngào, tức thì khiến người ta muốn ăn ngay. Trương Tiểu Phàm vốn có hứng thú đối với việc nấu nướng mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, không kìm nổi tò mò quay sang hỏi điếm tiểu nhị: Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì và nấu nó thế nào? Điếm tiểu nhị cười ồ lên một tiếng nói: Khách quan quả thực là biết đánh giá, đây là thanh đôn mị ngư, là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Uyển chúng tôi. Thanh hương hoạt nộn, đưa vào miệng thấy thơm ngọt, trong vòng 100 dặm của Hà Dương Thành này quả là vô cùng nổi tiếng. Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gù mãi không thôi. À, thịt cá quả là thật ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh. À, có cả hương vị của hành đập dập này, nhất định là dùng củ hành tươi nhỏ. Có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm nữa, ngũ dương, chao ơi. Đúng rồi, lại còn trộn với cả vị dầu vừng để được ngon đến vậy. Lợi hại, quả thật là lợi hại. Vẻ mặt của hắn đầy mê mẩn, nhìn Tề Hạo, Tăng Thư Thư đang mồm miệng há hốc. Lục Tuyết Kỳ thì nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nhưng gã điếm tiểu nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phục, cười to nói: Khách quan quả thật là chuyên gia, sành quá. Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh, mặt mũi đỏ bừng,
vội vã bỏ đũa xuống, thế nhưng vẫn dò hỏi thêm câu nữa: "Xin hỏi tiểu nhị ca, loại mị ngư này ở đâu mà có vậy?" Điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có một giọng nữ lang cất lên: "Mị ngư vốn là một đặc sản của núi Chư Câu tại phương Nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến đây được? Cửa hàng của ngươi há chẳng lừa người sao?" Mọi người giật mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy có 8 người ngồi, 6 người là nam, mình mặc áo vàng, chỉ có 2 người là nữ. Một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan, thế nhưng lộ ra vài phần da rẻ thực trắng như tuyết. Nữ lang còn lại chính là người mới nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ 16-17 tuổi, trên mình mặc áo quần màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời ngời, vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên. So với Lục Tuyết Kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào cả. Trương Tiểu Phàm à lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang đó nói xong thì ánh mắt đọng lại dọi lên mình của Lục Tuyết Kỳ. Hình như có chút ngạc nhiên vì dung mạo của Lục Tuyết Kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng xương, lúc này cũng không kiềm chế được, phải đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Điếm tiểu nhị lập tức cười nói: "Vị khách quan này nói rất đúng, thế nhưng ngài có chỗ chưa biết đấy thôi. 100 năm về trước, mị ngư đúng là chỉ có ở núi Chư Câu phía nam. Thế nhưng sau này Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân đi qua núi Chư Câu, đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía bắc Thanh Vân Sơn. Đến nay không chỉ sống sót mà còn ngày càng sinh sôi, nảy nở. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân, đạo huyền tiên nhân trên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn." Hắn vừa nói, trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính. Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cười. Thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong quay đầu lại nhìn nữ lang trư một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng. Tề Hạo ở tại cửa Tây Uyển nói với mọi người rằng: "Tối nay chúng ta trước là ở lại nơi đây nghỉ ngơi, sáng hôm sau thì sẽ lên đường đi Không Tăng Sơn." Trương Tiểu Phàm cùng với Tăng Thư Thư đồng thanh đáp một tiếng. Lục Tuyết Kỳ không nói tiếng nào, cứ hướng thẳng về phòng của mình mà đi. Rồi thì dầm một tiếng như tiếng đóng cửa. Tề Hạo trơ người ra, đoạn nhìn bọn Tăng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng: "Hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi." Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của Tề Hạo, chỉ thấy dưới ánh tà dương, dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm, xem ra còn có mấy phần thoát tục. Xét lại mình hắn, đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinh thần sa sút, miễn cưỡng đôi lời cùng Tăng Thư Thư, không để ý tới Tề Hạo nữa, rồi tự mình quay về phòng. Tăng Thư Thư cười a một tiếng, cùng Tề Hạo chuyện vãn đôi lời, rồi hai người chia tay, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Môn trong suốt 5 năm qua. Không biết hắn cứ trằn trọc không ngủ yên, mãi cho đến nửa đêm hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đầy máu tanh, gương mặt hung tợn đứng giữa núi thây biển máu. Đồng thời từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát ý không biết nguyên do đùng đùng bộc phát. Màu máu đỏ hồng trước mắt hắn phảng phất như biến thành nước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn, khiến hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh. Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh dậy, lật đật ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồ hôi ra đầy mình. Một lúc lâu sau, tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn từ từ bình phục lại. Trương Tiểu Phàm thân mình run lẩy bẩy vì sợ. Hắn cứ ngồi mãi như thế trong bóng đêm không biết bao nhiêu lâu. Tay của hắn vô tình sờ trúng thanh thiêu hỏa côn để ở bên gối. Một luồng cảm giác băng lạnh liền bao trùm lấy hắn. Giấc mộng này không khác gì các cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ trong những năm qua, đều chung một tình cảnh không khác: một kẻ hung ác khát máu ở trong mơ, khiến hắn tự cảm thấy ghê sợ. Bốn bề vắng lặng,
mà nên bao bọc khắp chung quanh. Hắn xếp chân lên rồi ngồi ngay ngắn trong bóng tối, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh chéo lại ở chân trước. Đêm đen như một người con gái ôn nhu nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể của hắn. Một lớp ánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể của Trương Tiểu Phàm. Dưới lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu, trên mặt của hắn tựa như có nét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn. Không biết trải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng ấy dần dần tan biến. Trương Tiểu Phàm trong đêm đen mở mắt ra nhìn, tâm tính bình hòa. Sau mỗi lần ngồi như thế, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ Phổ Trí. Trương Tiểu Phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa. Hắn tiến lên, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Tề Hạo cũng đã ngủ say rồi. Hậu viên của Sơn Hải Uyển được xây dựng trong một hoa viên. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương vị đều có bốn đình viện khác nhau. Trương Tiểu Phàm đi ra từ nơi ở bản thân của Tây Uyển, rồi đi đến hoa viên nơi chính giữa. Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời, lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya. Gió đêm vi vu, thoang thoảng mang đến một mùi hương dễ chịu. Đường mòn quanh co mờ mịt, không biết đã trải đến tận đâu. Ven đường có cây tường bụi xanh sắc hoa các loại nở đầy trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi. Gió thổi trên mặt mang theo một cảm giác mát mẻ. Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này, một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hưu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua. Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ nhàng theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám đọng trên cánh hoa trắng, lung linh, trong suốt. Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc. Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới, hốt nhiên một cánh tay ngọc nhỏ vươn đến cành hoa. Cánh tay ấy phảng phất như là từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cảnh sắc cả ánh trăng trên trời nữa. Bẻ đi nhành hoa, nơi phút ấy trong đầu Trương Tiểu Phàm oang lên một tiếng. Ánh trăng đầy trời như lu mờ đi hẳn, cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi, mình bận áo màu xanh biếc, đứng bên cạnh đó, toàn thân như thu hút hết ánh sao nơi trời cao. Nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu,